Đêm qua ở trận đấu vòng 11 Serie A, Romelu Lukaku đã tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Roma. Nhưng trước đó anh là tội đồ khi thực hiện hỏng quả penalty ngay phút thứ 5. Trong pha bóng này, Lukaku đá rất lộ, tạo điều kiện cho thủ môn đối phương đoán mắc. Pha đá hỏng phạt đền này ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của Roma. Họ không thể dồn ép đối phương. Cả trận, Roma hãm thành 15 lần thì Lecce cũng là 15, thậm chí các vị khách đã vươn lên dẫn điểm ở phút 72. Hiệp 2 chứng kiến sự bế tắc cùng cực của Roma. Cả 45 phút chính thức họ không dứt điểm trúng đích lần nào. Nhưng đến phút bù giờ, Sader Asmal, chân sút tuyển Iran, đã tỏa sáng với bàn gỡ 1-1. Sau đó 3 phút đến lượt Lukaku ghi bàn. Anh chớp thời cơ tung cú đá cận thành tung lưới Lecce, ấn định chiến thắng 2-1 cho Roma. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng thất vọng đến vui mừng. Có lẽ điều đó đã khiến Lukaku không thể giấu nổi những giọt nước mắt. Anh òa khóc sau trận, khiến các đồng đội phải chạy lại an ủi. Anh cũng không giấu được những giọt nước mắt trong vòng tay Jose Mourinho, người đã giang tay đón anh về trong bối cảnh cầu thủ này bị các câu lạc bộ lớn ghẻ lạnh. Đây là một hình ảnh khá thú vị, càng tô điểm thêm cho chiến thắng của Roma. Sau trận, huấn luyện viên Mourinho chia sẻ về tình huống Lukaku khóc. Đây là lần đầu tiên Lukaku bỏ lỡ phạt đền khi thi đấu tại Italia, nhưng là lần thứ hai bỏ lỡ khi làm học trò của tôi. Nhưng phải nói lại rằng có người đứng ra nhận trọng trách như anh ấy thì mới có người bỏ lỡ. Vì khi thực hiện, Dybala chưa cảm thấy sẵn sàng nên chúng tôi đặt niềm tin tối đa vào Lukaku. Anh ấy là người dám làm dám chịu. Tôi hiểu anh ấy hơn bất cứ ai. Anh ấy là một người đa cảm. Khi đá hỏng quả phạt đền sớm, anh ấy cảm thấy đau đớn và dằn vặt trong suốt phần còn lại của trận đấu. Đây là lý do tại sao việc ghi bàn thắng vào phút cuối không thể tuyệt vời hơn, vì nó sẽ giúp Lukaku ngủ ngon vào đêm nay.